Đây anh em, đây là thành quả của sau nửa giờ đồng hồ câu cá ở trước cửa nhỏ của Quỳnh Cameron nha anh em. Mới nửa giờ đồng hồ mà câu quá trời ghé luôn nè. Quá đẹp, đủ tất cả các loài cá. Thẳng, cá mó, cá đổng. Wow, con này bự. Giới thiệu luôn, hơn 25 tuổi. Tuổi đời mà nhiều người còn đang ăn chơi thì Hôn đã lấy sức trẻ của mình ra để làm giàu cho cả gia đình. Thấy không? Có nụ cười duyên gớm không? Đẹp trai dễ sợ. Nhan sắc cỡ đó gái thấy thèm. Đây là cửa nhỏ camera nha anh em. Quay vừa ngay hỏng cửa có nhiều ghe ra vô cho anh em xem. Đây, tại cái eo này chính là cửa nhỏ. Có một chiếc ghe vừa mới chạy vào á. Có một chiếc mình chụp ở trong cửa chạy ra, trong camera chạy ra. Mấy mình chụp nhỏ nhỏ này của Bình Định là thường vào cảng Cam Ranh để bán cá. Đây phần máy anh trong ở phía bên ngoài cửa nhỏ. Phía trên khu vực này chính là đảo Bình Ba. Và những cái khu nhà trên đảo Bình Ba anh em xem. Không à. Dọc theo đảo Quỳnh Ba là có nhiều cái bãi cát du lịch rất là đẹp. Đây nè mà con gì nữa, hai con lượt đi. Vừa đi một cái mì. Có chưa? Một em thẳng. Đây, diễn viên Lơ Hôn câu một em thẳng nha. Cà dấu anh em ơi. Bốn câu nhiều ra, một em thẳng rồi. Khoan, chờ phóng viên tới tác nghiệp kiểm tra thử hiện trường sao. Có con cô lử luôn, mồ mó này đẹp quá đẹp. Móc ngay bụng luôn nè. À. Móc ngay bụng cái mó luôn trời. Đây, móc ngay bụng cái mó luôn. Mó sao này ăn này hay sắp bụng dữ đây. Rỉ á. Rỉ á. Gỡ thẳng không ạ? Khoan, mới quay lại. Tiếp tục nha anh em. Thôn câu tiếp tục con thứ hai. Để đó, chùm lại gần cái coi. Cái thẳng xong rồi làm trẻ cái thẳng luôn. Cái thẳng này con cũng vừa chứ chưa phải là to lắm. Hy vọng những con sau sẽ to hơn. Tiếp tục. Hai con luôn anh em. Wow, quá đẻ. Trời mẹ này, tí cái lo là năm. Lạng mau tí. Một con. Thêm con nữa. Đây. Tuyệt vời.
4 con rồi. Khu vực cửa nhỏ Cam Ranh có rất nhiều mấy anh mình chụp nhỏ nhỏ này reo vào. Khi một anh mình chụp nhỏ nhỏ nữa. Ghe thì nhỏ nhưng mà gạn gầm gì hai bên rất là nhiều. Xuất hiện thêm một câu phủ nữa. Đó là anh Tý, 37 tuổi, chưa một mối tình quét vai. Nhà thì có 5 lô đất. Lô 2 đường Hùng Vương, mỗi lô trị giá tầm 500 triệu, 5 lô 2 tỷ rưỡi. Anh em rất sắc bén. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục. Anh Hoan quá sắc bén. Mặc áo Sài Gòn xe Gota Lager. Được. Chắc kế nó thích Sài Gòn hay sao á. Quá hấp dẫn. Nhân tiện đây mình quay xung quanh của bán đảo Cam Ranh và đảo Bình Ba luôn cho anh em xem. Rất hiền hòa và rất đẹp. Phía bên này có một cái bãi cát trắng mịn luôn. Đẹp tuyệt vời. Phía bên trong bãi là những cái hàng dương. Đặc biệt khu này là không có cho tắm biển. Khu này là khu quân sự nằm trên bán đảo Cam Ranh. Khu tắm biển là khu phía bên dưới kia, khu của đảo Bình Ba. Đây, bán đảo Cam Ranh rất đẹp, một trong những vùng biển phục vụ cho quân sự tốt nhất thế giới. Wow, đem vô. Wow, cái động quá to. Ở hầm cái động rồi. Tuyệt vời. Hòn cầu quá khéo ơi. Này, mình đang thả tại cửa nhỏ Cam Ranh nha anh em. Em mini gì anh em? Xíu vậy. Anh Hoan vừa khót chiếc áo ràng ri lên. Em này nhỏ cũng là, nhưng mà cũng là một em thẳng héo màu. Ok, tuyệt vời. Covid đã biến một con cá đồng. Quá đẻ. Toàn là đồng lớn không à. Tiếp tục anh em ơi. Tay kéo rất nhuyễn. Tiếp tục. Đồ quần rách đấy nữa chứ. Đẹp. Khu này kè thẳng nhiều gơ ha. Hình như cũng ít ai tới đây câu. Là anh Tý buông câu á, mình kèo á. Lại là năm Covid. Gỡ câu đi. Gỡ câu, đứng diễn nữa. Wow, quá đẹp rồi hết. Bộ xuống này nó dính ràng hay sao ta?
Ràng, trúng cái điểm cái ràng rồi, toàn cái đổng sợp không à. Đây, anh Năm đang gỡ cá. Còn anh Tý thì đang câu ở khu vực phía sau đây. Có một chiếc lưới rút ngay rất nhỏ đang bủa lưới tại mũi Cam Ranh. Bên trong bờ biển rất đẹp. Em cho báo cho tôi biết là đang câu được con cá to. Sao? Hành động của anh Nam có vẻ rất là chuyên nghiệp. Không biết con cá to cỡ nào nhưng mà anh lừa cá nè anh em. Hai con một lượt luôn. Dơ lên. Y bay. Tí câu bén. Đây, thẳng. Thẳng đảo bình ba nha anh em. Thẳng đảo bình ba. Quê hương mà nơi người như cũ của anh Tý đi ra đi theo thằng khác. Phụ tình anh Tý ngay tại đảo Quỳnh Bê luôn. Hay là anh Nam. Lại là Nam. Nam Covid. Đục thẳng to cơ. Chặt luôn rồi. Con động to vô đây, thẳng to. Wow. Cầm lên quay cho anh Tý. Đỡ giữ đó làm bộ hình này. Không ai khác là hôn. Lại là hôn. Rất sắc bén. Wow. Động không? Động. Động. Tại là anh em Covid. Con to không anh em? À con cũng được. Gỡ câu đi. Chấm. Anh em Covid đang tiếp tục kéo cá ở khu vực đằng trước. Nhiều đó cho anh em xem nha. Hôm sau có video nào hay ho nữa mình